Tà Đùng là một khu bảo tồn có diện tích trên 22.000 ha, thuộc xã Đắk Plao và xã Đắk Som, huyện Đắk Lông, tỉnh Đắk Nông. Hồ Tà Đùng được dân du lịch hay ví von là Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên, với khung cảnh nên thơ làm sao xuyến lòng người. Hồ Tà Đùng đẹp nhất vào mùa tích nước, khoảng từ tháng 8 và kéo dài đến tháng 12. Khi đó nước hồ dâng cao, trong xanh và những cơn mưa cũng khiến cây cối trên các hòn đảo nhỏ trở nên xanh mướt. Khi ngắm nhìn Hồ Tà Đùng từ trên cao, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của hơn 36 hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô trên mặt hồ. Bạn cũng có thể di chuyển bằng thuyền để thưởng ngoạn cảnh quan và hít thở bầu không khí trong lành, thăm thú các nhà bè nuôi cá. Đồng thời, đây cũng là nơi lý tưởng để tổ chức hoạt động cắm trại ngay bên cạnh hồ, hòa mình với thiên nhiên. Đặc biệt, bạn có thể thưởng thức món ăn đặc sản nổi tiếng vô núi như cá lăng nướng, lẩu cá lăng, cơm lam, gà nướng do người dân làng Chải răng bắt xung quanh bờ hồ Tà Đùng. TNR, thành viên của TNG Holdings Việt Nam.